Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Tập 199. Chương 1981. Vâng, thưa chủ nhiệm. 2. Sau khi con cốt long bên kia sinh ra, sẽ lập tức bị địa huyệt thần giáo các ngươi tiêu diệt, cho nên ta cần đưa ra yêu cầu trước khi nó sinh ra hoặc lúc nó vừa sinh ra. Rồi để trật tự thần giáo phát ra công hàm hỏi thăm đối phương có đồng ý ký kết quan hệ cộng tác với ta hay không. Đúng vậy, bất kể là người tiếp dẫn của ta hay vẫn là con cốt long vừa được sinh ra kia đều sẽ không từ chối, bởi vì từ chối cũng có nghĩa sẽ bị xóa bỏ. Biết rõ sau khi thành công là chết, vì sao hắn còn làm như thế? Bởi vì hắn ta là một người điên, hắn chỉ cần chứng minh phỏng đoán của mình có thể thành công, hắn đã đủ hài lòng, cho dù phải đối mặt với cái chết. Karen nhẹ gật đầu, ra hiệu mình hiểu được. 1. Nhà khoa học điên cuồng bên trong nhánh thần xương của địa huyệt thần giáo còn là một nhà khoa học về xương sẩu. Karen từ chối nói, đáng tiếc, ta có lẽ cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Ta cảm thấy ngài có, thái độ hôm nay của hai vị chủ giáo đối với ngài, ta có thể cảm nhận được ngài đại chủ giáo đều nói sẽ giúp ngài đệ trình đơn xin. Karen bỗng nhiên hoàn toàn hiểu ra ý muốn của GUS, cái bộ xương này, thông minh hơn nhiều so với mình nghĩ. Hắn đã đi khỏi nhưng quay lại, không phải xem ở trên mặt mũi của mình, mà là xem ở trên mặt mũi của ngài đại chủ giáo. Trong mắt hắn, bản thân mình xin phép cộng tác với hắn, chắc hẳn là không có vấn đề, nhưng muốn xin cho con cốt long kia. Trật tự thần giáo cho dù không quan tâm truyền thống và tà đạo gì của địa huyệt thần giáo, nhưng trật tự thần giáo có lẽ sẽ không vì mình mà đi phát ra cái bức công hàm này. Nhưng nếu như là Waffron đi giúp mình tiến hành xin phép, tỷ lệ thành công lập tức sẽ lớn hơn nhiều, mà Waffron lại còn là một kẻ hấp hối sắp chết. Hắn chắc chắn biết đến vụ ám sát, mà hắn còn là sinh vật vong linh, hôm nay trong khoảng cách gần như vậy thì chắc hẳn hắn cũng cảm nhận được tử khí từ trên người Waffron tỏa ra. Một vị đại chủ giáo sắp chết ra mặt xin, lãnh đạo cao tầng của trật tự thần giáo chắc chắn sẽ cho mặt mũi. Karen cảm thấy, nếu như mình thật sự đi tìm Waffron để hỏi xin về chuyện này, Waffron chắc hẳn là sẽ đáp ứng. Nhưng Karen cũng không phải rất muốn làm như thế, một là bởi vì việc cố vắt khô giá trị sau cùng của một ông lão sắp chết, loại hành vi này có chút thiếu đạo đức, thứ hai là cốt long. Không phải là loại rồng mà Karen mong muốn. Cái nhân tố sau thì càng lớn, nếu như là loại băng xương cự long giống kiểu của Augie hoặc là loại rồng mang thuộc tính khác còn sống. Dù sao thì cũng là tài nguyên do thần giáo phát xuống, nói không chừng Karen thực sự sẽ mang theo chút hoa quả đến viếng thăm đại chủ giáo Waffron một chuyến. Rất xin lỗi, ta không làm được. Nghe được câu trả lời này, cả người GUS ngơ ngác một chút, lập tức lộ ra vẻ mất mát vô cùng. Bản thân, mình không bán ra được, cốt long vậy mà cũng không bán được, sự đả kích luân phiên như thế này cũng hơi quá mức một chút. Vậy thì thật xin lỗi, lại quấy rầy ngài, chào ngài. Karen không giữ lại, GUS quay người, rời khỏi phòng sách một lần nữa. Một lát sau, Karen ấn cái chuông trên bàn một cái, Anfes đi đến. Điều tra hắn, Karen nói bổ sung, dùng lực lượng trong bộ. Vâng, thiếu gia. Cho nên, thiếu gia cảm thấy hắn không nói thật. Những lời hắn nói đều là thật, chẳng qua là những lời nói thật được chọn lọc. Anh liên lạc với Siniali một chút, để cô ấy giúp đỡ việc điều tra. Ta muốn biết tình huống thật sự của con cốt long sắp được sinh ra kia. Ta còn tưởng rằng thiếu gia ngài không có hứng thú đối với nó. Ta là sợ ta nhìn nhầm, sau đó sẽ hối hận. Vâng, thiếu gia. Nếu như quả thật tra ra được thứ gì quan trọng, anh có thể tự mình ra quyết định, thậm chí có thể bắt hắn lại để thẩm vấn. Thế nhưng làm như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai giáo hay không? Anh không nghe lời hắn nói sao? Thần giáo phụ thuộc không có tư cách đưa ra ý kiến phản đối. Karen đi vào phòng ngủ, theo thói quen mà bước đến trước chỗ ổ chó. Kevin đang xem xét cái quyển trục hư hại kia, bên trên mũi chó có một bộ kính gọng vàng, rất có kiểu cách của một vị chuyên gia. Ball vẫn ngủ say sưa như cũ, tất nhiên Kevin không có ý định đánh thức cô để thức đêm làm việc. Karen đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu Ball. Ball sớm đã quen thuộc với mùi và động tác của Karen, chẳng có chút nào là thức giấc, ngược lại theo thói quen dùng mặt mình cọ sát mu bàn tay Karen. Đại tiểu thư vốn là đại tiểu thư,
Hành động biểu đạt tình cảm với người khác chính là ta cho ngươi mặt mũi ngủ trên giường của ngươi một chút. Ngươi rách chăn mền nằm dưới đất, sau đó ngươi còn phải cảm động về lòng tốt ta dành cho ngươi. Nhưng nếu là một việc tương tự do người khác làm sẽ có vẻ vô cùng vô lễ. Hết lần này tới lần khác PALL làm lại khiến người ta cảm thấy rất bình thường. Ngay cả tà thần cũng đều cảm thấy bình thường. Cho nên, thuộc tính thiên tài vào một số thời điểm không hề chỉ giới hạn trên thiên phú tu hành. Mình dựa vào thân thể của Karen, ngay từ đầu lúc đối mặt Dis cũng là nơm nớp lo sợ. Bây giờ đối với con chó vàng này, thật ra cũng không buông bỏ sự kiêng kỵ và đề phòng. Nhưng PALL lại có thể có được đãi ngộ để Dis tự ra tay chút giận giúp. Kevin cũng thật sự sủng ái cô. Khóe miệng Karen không khỏi lộ ra ý cười. Lúc trước nó thế mà còn không biết xấu hổ trêu chọc mình luôn dựa vào gương mặt để lấy được tình cảm và quà tặng từ phụ nữ. Cũng không thử nhìn một chút chính mình, một cái mặt mèo cũng không thể ngăn cô lợi dụng quan hệ. Karen vuốt ve đầu chọc Kevin lần nữa, cảm xúc đã bắt đầu rất giống với cái quả cầu tròn trên lan can cầu thang. Ngủ ngon, gầu. Chương 1982, vâng, thưa chủ nhiệm, à. Tối hôm qua Neo hẳn đã nghiên cứu tài, liệu báo cáo trong đêm, cũng không biết hắn có nghỉ ngơi đầy đủ không, nhưng mà mình thì nghỉ ngơi đầy đủ rồi. Sau khi rời giường, Karen không nhanh không chậm mà rửa mặt, thay một bộ thần bào sạch sẽ rồi bước vào phòng sách. Trong phòng sách, Kevin nằm cạnh bàn mà lật sách, PALL thì nằm ở phía trên, hai chân trước thu lại đặt trước người, cực kỳ giống với tư thế của người ta bỏ hai tay vào túi áo lúc mùa đông. Trước lúc Karen bước vào, trong phòng sách đang trao đổi rất dữ dội, gâu, meo, gâu, meo. Có lẽ đây là một loại phương thức giao tiếp đơn giản và hiệu suất cao đối với chúng, bởi vì dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, thường thường một tiếng gâu và một cái meo thì có thể tương đương với một câu. À, bé Karen thân ái của ta, cậu đã dậy rồi. Nghiên cứu chăm chỉ đến vậy sao? Là một món đồ tốt, nhưng nó lại cực kỳ vô dụng. Vô dụng. Đúng vậy. Nó chắc hẳn là có 12 bộ, như ngài chủ nhiệm Neo của cậu. À không, là đồng nghiệp Neo của cậu. Ồ, tóm lại, quyển trục hư hại mà hắn ta lấy được chỉ là một bộ, chắc là hắn không biết hàng. Đáng giá để thu thập chúng sao? Đương nhiên đáng giá thu thập, đó là một thuật pháp triệu hồi, hẳn là có thể triệu hồi ra được tổng cộng 36 thứ gì đó, nhưng 36 cái thứ này cũng không phải là vật triệu hồi. Mặc dù nó có thể dùng như vật triệu hồi, nhưng trên thực tế hẳn là dùng 36 cái thứ này để làm cơ sở, từ bọn chúng lại tiến hành triển khai triệu hồi thật sự. Thế nhưng mà việc thu thập cho đủ 12 bộ, quá khó khăn, nếu như bây giờ trong tay có 6 bộ, vậy thì ngược lại là có thể thử đi tiến hành thu thập và mua sắm. Ví như treo thưởng trên chợ đen hoặc là chú ý đến những mặt hàng được liệt kê bán ở các thần giáo khác. Vậy thì thu thập đi, ta tin tưởng ở chỗ của Neo ít nhất còn có 5 bộ, thậm chí nhiều hơn. Meo. Bởi vì hắn không phải là một kẻ không biết xem hàng. À đúng, cậu nói rất có lý, dù sao thì hắn ta cũng kế thừa học thức của Phileas. Nhưng hắn chỉ đưa cho cậu một bộ để làm gì? Không phải là tặng cho ta, mà là để hai người hỗ trợ nghiên cứu. Đây là sự tương tác trong tình thú của hai người à? Được rồi, ta phải đi làm đây, dự tính trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ rất bận rộn. À, bé Karen vì gia đình mà cố gắng phấn đấu ở bên ngoài. Cậu đã vì cái nhà này gánh vác quá nhiều, ta quyết định từ hôm nay trở đi, thêm một tách cà phê. Như vậy thì ta sẽ càng có tinh thần để cầu phúc cho cậu. Ha ha, hai người nhớ thu thập một chút đồ đạc, mấy ngày nữa chắc là phải dọn nhà. Được rồi Mel. Karen đi ra khỏi phòng sách, Anfet đi tới, nhỏ giọng nói, tất cả mọi người đang chờ ngài ở phòng trước, thưa thiếu gia. Chờ làm cái gì? Hôm nay là ngài thăng chức, mặt khác, ta đã thông báo một chút để món người chuẩn bị cho việc sẽ xảy ra tiếp theo, cho nên mọi người hy vọng có thể đi làm với một tư thái nghiêm túc hơn. Bệnh hình thức, thiếu gia dạy bảo phải. Lần sau không thể làm như thế này nữa. Được rồi, thiếu gia. Ta đi dùng bữa sáng trước, để mọi người chờ một lát. Thiếu gia, còn có một việc. Anfet nhìn về phía nhà bếp, phu nhân Đường Lệ tới, bà ấy đang trong nhà bếp. Được rồi, ta đã biết. Karen đi vào phòng bếp, nhìn thấy phu nhân Đường Lệ buộc lên tạp dề đang gói hoành thành. Khi anh đi vào, đã phát giác được trong nhà bếp vốn là có kết giới, lại được tăng cường thêm một tầng nữa. Những thứ này nên để Hilly làm,
Bà ngoại, phu nhân Đường Lệ bỏ hoành thánh vừa gói xuống, cầm miếng bột trước đó đã dùng chày cán thành vỏ gói hoành thành, quay người, nhìn về phía Karen. Karen nói, bà ngoại, Hilly có nói cho ngài không, làm hoành thành cần dùng mỡ heo để làm nước lèo. Phu nhân Đường Lệ trực tiếp cầm chày cán bột đập về phía mặt Karen. Karen không tránh né, đứng không nhúc nhích. Vốn dĩ anh cũng muốn duy trì con mắt trong trạng thái mở, nhưng ngẫm lại thì bình tĩnh như vậy cũng có chút khiêu khích, cho nên vì phối hợp không khí một chút, vẫn là nhắm mắt lại. Quả nhiên, chày cán bột trước lúc đập vỡ đầu Karen, dừng lại. Ăn bao nhiêu? Phu nhân Đường Lệ hỏi. Một bát. Ừm, hai bát. Vẫn là quá ít, ta gói rất nhiều. Bà ngoại, hôm nay cháu có việc muốn làm, ăn quá no, kéo cái bụng cao đi làm thì cũng không được hay cho lắm. Được rồi, Karen ngồi xuống. Rất nhanh, một bát mì hoành thánh đã được bưng lên, cách làm cũng giống với Hilly, thậm chí càng tinh tế hơn so với Hilly. Karen cầm lấy thìa, bắt đầu ăn. Cái đứa Finster kia, buổi sáng ăn 12 bát, ta nhìn nó giống như vừa mới lót dạ. Cái sức ăn này, về sau khi lập gia đình phải sẽ ăn sập cả nhà chồng. Cô ta ăn nhiều cũng rất bình thường, dù gì thì cơ thể cũng tiêu hao lớn. Cơ thể còn đang lớn. Phu nhân Đường Lệ sửa lời, nó vẫn còn đang trong quá trình tăng cường thể chất. À, thì ra là như thế. Karen ăn xong bát thứ nhất, phu nhân Đường Lệ lập tức bưng bát thứ hai tới, không chừa ra khoảng trống nào. Ăn hết bát thứ hai, nước lèo cũng uống hết, Karen cảm giác no bụng rõ ràng hơn. Bà ngoại, cháu phải đi làm, chờ tới lúc cháu dọn nhà đến tòa nhà tổng bộ, ngài có thể thường tới nấu ăn cho cháu và Richard. Karen đứng người lên, lúc quay người chuẩn bị ra ngoài, nghe tiếng của phu nhân Đường Lệ sau lưng, chuyện công là chuyện công, cháu chấp hành nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm. Đều phải chính cháu tiếp nhận, việc tư là việc tư, hiểm nguy khi cháu giúp cái đứa Finster kia chơi ngã bà nội nó cũng nên do chính cháu tiếp nhận. Nhưng, trong nhà xảy ra chuyện, cháu nên kể cho trưởng bối trong nhà trước. Karen quay người lại, cúi đầu với phu nhân Đường Lệ, đúng, bà ngoại ngài nói rất đúng, là do cháu sơ sót. Ta đã già, đao cũng tặng người khác, nhưng dẫu sao thì ta vẫn còn chưa có chết đâu. Cháu biết sai rồi, lần sau cháu sẽ cầu cứu ngài, chuyện trong nhà. Nhớ ở trong lòng. Vâng, bà ngoại. Đi ra khỏi nhà bếp, Karen hít sâu một hơi. Sáng nay phu nhân Đường Lệ cũng không phải là cố ý đến nấu điểm tâm cho mọi người. Bà ấy là cố ý đến để răn dạy mình. Nhưng mà loại cảm giác được trưởng bối che chở này thực sự rất tốt. Karen đi vào phòng, tất cả mọi người trong tiểu đội dưới trướng của mình vốn đang ngồi, dựa lưng, toàn bộ đều xếp hàng chỉnh tề, bao gồm cả Philomena, cũng sắp xếp cực kỳ phù hợp với hoàn cảnh. Ở thời điểm này, có lẽ không nói gì cả cũng không thích hợp cho lắm. Karen mỉm cười nói, tiếp theo trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ rất vất vả, nhưng tất cả sự vất vả đều là đáng giá, bởi vì chúng ta nhận được phần thưởng vô cùng phong phú. Karen giơ hai tay lên, hơi nâng giọng lên một chút, các vị, để chúng ta nhau đi nắm bắt thời đại của chúng ta. Mọi người đồng thanh hô lên, vâng, thưa chủ nhiệm. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1983, Sóng Gió Kéo Đến, 1. Không ngồi xe tang mà đi sao? Bác chỉ tay về chiếc xe tang ngừng ở đằng xa, cậu ta còn nhớ rõ lúc trước khi mọi người cùng nhau đi tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng. Là ngồi xe tang để đến cao ốc giáo vụ, phóng viên không chỉ phỏng vấn Karen còn chụp hình rồi đăng bài trên tuần báo trật tự, đưa tới tiếng vang không nhỏ. Alfred lắc đầu, nói, lúc trước còn trẻ tuổi, cần tùy ý, thiếu gia bây giờ, cần chững chạc. Trẻ tuổi, vừa mới xảy ra được bao lâu, đã không còn trẻ tuổi nữa à? Alfred nhìn bát một chút, nói, tuổi trẻ và sự chững chạc, có đôi khi thật sự không có liên quan lớn đến tuổi tác. À, vậy sao? Thật ra thì cũng có thể mang theo mười mấy cái quan tài đi cùng để tăng thêm một chút nhiệt độ đối với cuộc hành động lớn tiếp theo. À không, nếu như vậy cũng không được, nếu quá cấp tiến, có lẽ người ở phía dưới sẽ thích, nhưng người bề trên sẽ cảm thấy quá phá cách và không cẩn trọng. Mà với địa vị bây giờ của thiếu gia, còn không thích hợp để làm hành động mang tính chính trị như vậy, trưởng khu và bộ trưởng ngược lại là phù hợp. Bát hơi nghi ngờ một chút nói, ngài Alfred,
câu nói này của ngài nói có chút quá thực tế, thật ra thì ta không có ý tứ gì khác. Ta tán thành cách nói này, nhưng cái này có chút không giống với cảm giác bình thường của ta đối với ngài. Alfred rất bình tĩnh mà hỏi thăm, có phải trong cách nhìn của cậu, ta bình thường thích kể một vài lời nghe có vẻ kỳ lạ, giống như là người truyền giáo đang lải nhải hay không? À, Alfred nhún vai, ước mơ mà chỉ nói suông thì không có ý nghĩa chút nào, nhất định phải hiểu được một đạo lý, đó chính là ước mơ nhất định phải dựa vào thủ đoạn thực tế mới có thể thật sự thực hiện. Vâng, đã rõ. Ta và thiếu gia ngồi chung một chiếc xe, cậu ngồi ở đằng trước, dựa theo quá trình trong nhiệm vụ bảo an mà duy trì khoảng cách thích hợp. Đã hiểu. Alfred ngồi vào ghế lái phụ của chiếc xe Ben Second Hand, Winker lái xe. Karen thì một mình ngồi ở hàng ghế sau. Chiếc xe Ben Second Hand màu đen sau khi cải tiến không chỉ được khắc thêm trận pháp, nội thất bên trong cũng được thay mới. Karen ngồi ở đằng sau cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu, rõ ràng anh đã ngủ đủ. Bây giờ dưới ánh nắng buổi sáng chiếu xuống, lại muốn nhắm mắt lười biếng thêm một chút. Thời tiết của Win thật là tồi tệ. Winker vừa khởi động xe vừa oán trách, gặp được thời tiết tốt một lần thậm chí có thể khiến ta cảm động đến muốn khóc. Karen mỉm cười nói, điều này nói rõ rằng cậu càng lúc càng giống một người Win, bởi vì người Win gặp mặt nhau đều sẽ phàn nàn về thời tiết. Winker thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Karen ngồi ở phía sau, cũng cười đáp lại nói, chủ nhiệm, may mắn lời này là từ trong miệng của ngài mà nói ra, nếu đổi lại người khác, ta sẽ cảm giác là hắn đang giễu cợt ta. Ừm, cái gì đã cho cậu ảo giác rằng lời này nói ra từ miệng của ta sẽ không phải là lời giễu cợt vậy? Ha ha, đúng, chủ nhiệm, sắp xếp cụ thể tiếp theo sẽ là gì? Chức vị sao? Karen đang chuẩn bị tự mình giải thích về sự sắp xếp chức vị tiếp theo một chút, nhưng Winker lại gián đoạn mất. Alfred đã nói với ta về sự biến động trong chức vị rồi, chủ nhiệm, ta không thèm để ý đến cái này, ta đối với đãi ngộ hay chức vị, thật sự không coi trọng, ta muốn một nơi có thể làm việc. Về sau sẽ tốt, Winker, ta cam đoan với cậu. Chủ nhiệm, ngài thật sự không cần phải như vậy thì sẽ có vẻ rằng ta không hiểu chuyện. Thật ra thì việc mà ta muốn hỏi đó là hành động tiếp theo nhằm vào ban quản lý đại khu thành phố York, nên được sắp xếp như thế nào? Trong việc xử lý công vụ, cũng chính là nói về năng lực, Winker có năng lực chuyên nghiệp không kém hơn Alfred trong vụ án của Vicon. Chính là nhờ có hai người bọn họ phối hợp mới giúp Karen tạo ra một hoàn cảnh tốt đẹp, đó chỉ là cần ra tòa biện luận. Cậu cho rằng là Alfred cố ý không nói cho cậu sao? Karen hỏi. Winker quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở vị trí kế bên tài xế Alfred, nói, chủ nhiệm, ta không có nghĩ như vậy. Bởi vì ta cảm thấy Alfred ước gì ta có thể tiếp nhận những chuyện này, sau đó anh ta xong chuyện để đi bận rộn những việc mà anh ta thật sự cảm thấy hứng thú. Alfred đáp lại nói, đúng vậy, không sai. Karen đổi một tư thế ngồi khác, nói, thật ra, ta cũng không biết. Ngài cũng không biết. Winker hơi kinh ngạc. Đúng vậy, ta cũng không biết. Có thể là vụ án của Vicon cho chúng ta một loại ảo giác, để chúng ta cảm thấy mình là người đánh cờ. Thật ra, bây giờ chúng ta vẫn chỉ là quân cờ như cũ. Phía trên, cũng đã sắp xếp xong xuôi. Vậy thì có chút vô nghĩa. Winker có vẻ hơi thất vọng, vẫn nên có chút khiêu chiến thì mới thú vị. Alfred phản bác, sở dĩ chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ trước khi làm việc. Mục đích đúng là để những việc có khả năng thay đổi kia trở nên đơn nhất và buồn tẻ. Đội xe rất nhanh, đã lái vào cổng lớn của tòa nhà tổng bộ rồi vào bãi đổ xe. Để Karen cảm thấy có chút ngoài ý muốn đó chính là hôm nay ở đây nhiều xe một cách lạ thường mà anh còn nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa đặc thù. Hôm nay náo nhiệt như vậy sao? Winker cũng cảm thấy rất tò mò, giống như là có chuyện gì sắp xảy ra vậy. Cậu ta ngược lại cũng không ngu ngơ mà hỏi, sẽ không phải là vì đại hội biểu dương chủ nhiệm ngài đâu nhỉ? Bởi vì việc này hiển nhiên là không thể nào, Ventura có thể hỏi như vậy, còn nếu Winker hỏi như vậy, sẽ khó tránh khỏi mang lại cho người nghe cảm giác bị trêu chọc. Đang lúc Karen chuẩn bị đi vào tòa nhà, lại trông thấy ba chiếc xe tải chạy đến, một đám thần quan trật tự từ trong tòa nhà bước ra. Bắt đầu vận chuyển đồ đạc trên xe hàng, từng chiếc quan tài tiếp nối nhau được đưa xuống. Alfred bước lên trước hỏi thăm một chút, nhận kết quả lập tức quay lại báo cáo, thiếu gia, đây là quan tài do Bộ trưởng Bernie đặt, chắc là hắn ta cần dùng. Đối với chuyện này, Karen cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn và giật mình.
Dù sao thì cũng không chỉ một mình Karen muốn có được cơ hội để thăng tiến, người khác vẫn đang cố gắng giống như vậy. Chương 1984, sóng gió kéo đến, 2. Ánh mắt của Bộ trưởng Bernie dòng ngó về vị trí trưởng khu từ lâu cũng đã không còn là chuyện gì bí mật. Trưởng khu đương nhiệm là Harry cũng đã sớm chuẩn bị xong để bàn giao vị trí. Đứng trên lập trường của Karen, anh cũng rất vui lòng nhìn thấy Bernie tiếp tục lên cao, bởi vì anh và Neil đều xem như là người ngồi trên con thuyền của Bernie. Mặc kệ bản thân mình thấy thế nào, dù sao người ngoài cũng đều cho rằng như vậy, mà sau khi Bernie thăng chức, hắn sẽ để lại cái bình tương trống. Dĩ nhiên chính là để cho mình và Neil lần lượt bổ sung vào, sẽ không xuất hiện tình huống xấu hổ khi mình chen chúc đẩy Neil sang bên cạnh. Lúc đi vào tòa nhà, một đám thần quan của khoa bảo vệ do lão Cola dẫn đầu tập thể hành lễ với Karen, chào chủ nhiệm, chào chủ nhiệm. Mặc dù đại hội biểu dương còn chưa được tổ chức, nhưng bảng tên phòng đại đội trưởng của văn phòng Karen đã bị đổi thành chủ nhiệm. Những người hơi để ý một chút thì sẽ biết có chuyện gì xảy ra. Karen cười cười với lão Cola, sau đó phối hợp lên lầu. Lão Cola nhìn xem bóng lưng Karen, thở dài một hơi, trong lòng hồi tưởng lại cảnh tượng ngày đó khi Karen tới đây nhậm chức, chậc chậc. Cho đến bây giờ mới được bao lâu thì đã lên làm chủ nhiệm, còn đẩy cấp trên trước đây sang bên cạnh. Thủ đoạn này, cái tâm cơ này, thật là để người khác bội phục. Mình, tại sao không có số mệnh tốt như vậy chứ? Lão Cola cũng không phải ghen ghét với Karen, phần nhiều vẫn là cảm khái mình không thể gặp được cái thời đại mà đòn roi kỷ luật khôi phục. Chào chủ nhiệm, chào chủ nhiệm. Lúc cất bước đi trong hành lang nhỏ, những thần quan ngành khác đều hành lễ hỏi thăm Karen ân cần, Karen đều gật đầu đáp lại, sau đó anh đi vào phòng làm việc của mình. Về phần đám thuộc hạ, bọn họ có nơi làm việc của riêng mình trước khi đại hội biểu dương bắt đầu. Mọi người vẫn là tự mình làm việc của bản thân, dù là trong tay không công việc gì cần làm, cũng phải ra vẻ đang bận rộn. Cho nên, điểm tốt của việc làm lãnh đạo lúc này cũng được thể hiện ra. Đóng cửa phòng làm việc lại, Karen đi vào trong phòng, trước hết rửa tay một cái, sau đó đi tới bên giường rồi nằm lên. Lúc vừa có được căn phòng làm việc này, Karen sẽ còn ngồi ở phía sau bàn làm việc mà cực kỳ bận rộn uống trà xem báo. Về sau, anh đã mất đi hứng thú để lừa gạt bản thân mình, rất dứt khoát xem phòng nghỉ bên trong là văn phòng, mà văn phòng phía ngoài thì càng giống như phòng bổ sung. Thật sự cũng không phải anh cố ý lười biếng, thật sự là năng lực của Alfred và Winker quá mạnh, để người làm lãnh đạo như Karen, kiếm chuyện làm còn khó là làm việc gì đó. Mặt khác, trong tầng lầu này, hoặc trong tòa nhà này, người có địa vị cao hơn mình khi muốn gặp mình sẽ để cho thư ký đến thông báo cho mình trước, địa vị thấp hơn thì không được vào để thông báo. Cho nên tính riêng tư của căn phòng làm việc này vẫn luôn tương đối cao, cũng chỉ có Neil lúc trước sẽ không gõ cửa mà trực tiếp tiến vào phòng để hít hít không khí trong phòng cho đỡ cơn nghiện. Nhưng mà, hiện tại Neil đã không phải là lãnh đạo mà là đồng nghiệp của mình. May mắn ở trước cổng không chỉ có một mình Philomena ngồi, còn có Richard cùng với cô ngồi trên băng ghế trước cửa phòng làm việc để làm thần gác cửa lâu dài. Nếu không với tính cách của Philomena, bây giờ nếu Neil muốn bước vào mà nói, cô ta thật sự sẽ đưa tay ngăn cản Neil sau đó nói một câu. Xin chờ một chút, để ta đi bẩm báo trước với chủ nhiệm của chúng ta. Xin chờ một chút, để ta đi bẩm báo trước với chủ nhiệm của chúng ta. Neil, a ha ha ha, chủ nhiệm, cô ấy chỉ là đang nói đùa thôi mà. Richard lập tức đưa tay đè cái tay đang nâng lên kia của Philomena xuống. Nhưng sức lực của Philomena so với Richard thì mạnh hơn nhiều, dù gì thì bữa sáng vừa ăn xong 12 bát hoành thánh để lót dạ, cho nên Richard vừa đè cánh tay của cô xuống. Philomena gần như theo bản năng mà vô thức giơ trở lại, cánh tay lại trở về chỗ cũ, Richard thì giống như là chơi xà đơn mà hai chân rời khỏi mặt đất, bị nhấc lên. Ha ha ha, chủ nhiệm, ngài nhìn xem, dáng vẻ lúc cô ấy nói đùa có phải trông rất đáng yêu không? Mặt của Neil đã đen đến nỗi chảy ra mực. Hắn có thể chịu đựng những lời trêu chọc từ Karen, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận lời chế nhạo từ những người khác dành cho mình. Richard đưa tay mở cửa phòng làm việc ra, chủ nhiệm, đội trưởng của chúng ta đang ở bên trong đấy. Neil không vội vã đi vào, mà là nhìn xem Philomena, nói, ngươi hấp thụ đồ đạc của bà nội mình sao rồi? Có cơ hội tỉ thí một chút, ta muốn mở mang kiến thức chiêm ngưỡng truyền thừa của nhà Fincher một chút. Được rồi. Neil nhẹ gật đầu, thế nhưng mà,
Mặc dù có cơ hội có thể đánh cô gái này một trận, nhưng trong lòng Neo cũng chẳng cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Bởi vì hắn biết, cô gái trước mắt này trong lòng sợ hãi Karen, nhưng cũng không phải là bởi vì Karen đánh thắng cô ta. Mẹ nó, lúc trước cảm thấy thủ đoạn điều khiển thuộc hạ của mình đã cực kỳ ưu tú và rất cao siêu, ai biết được thằng nhóc Karen này lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thế. Neo đi vào văn phòng, Richard thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói với Philomena, này, lần sau nếu có người đến, ta phụ trách tiếp đãi, được chứ? Philomena nhẹ gật đầu, ngồi về trên ghế dài, nói, ta muốn tìm người đánh nhau. Richard sửng sốt một chút, hỏi, cho nên, cô là đang cố ý. Ai, nhưng ta cảm thấy cô không phải đối thủ của chủ nhiệm. Ta đánh không lại hắn. Karen từng nói với Philomena, phương thức chiến đấu của Neo và cô có rất nhiều chỗ tương tự, cô có thể đến tìm Neo để thỉnh giáo. Thật ra, muốn tìm người tỉ thí mà nói, có thể đổi một phương thức khác thích hợp hơn, ta nghĩ chủ nhiệm sẽ đáp ứng yêu cầu này của cô. Philomena lắc đầu, nói, không, hắn sẽ chỉ đồng ý đánh nhau cùng với chủ nhiệm của chúng ta. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1985, sóng gió kéo đến, hắn không có lòng kiên nhẫn đối với những người khác. Cái văn phòng được trang trí xa hoa này từng là nơi gửi gắm ước mơ và kỳ vọng của Neo, nhưng nó đã từng tổn thương mình một lần, sau đó nó lại tổn thương mình lần thứ hai. Vậy mà còn nói hệ thống tín ngưỡng của gia tộc của mình là học tập mà không phải cướp đoạt, căn phòng làm việc này chính là bằng chứng đấy. Neo đi vào trong phòng, trông thấy Karen đang nằm ở trên giường, trực tiếp hô lên, này, ta chưa bao giờ nhìn thấy ai không làm tròn trách nhiệm giống như cậu đấy. Karen đưa tay đặt trên môi, vừa ngáp vừa ngồi dậy, lúc đầu ta dự định ngủ trưa trước một giấc. Cậu không cảm thấy mình như thế này trông có vẻ rất sa đọa à? Ta thì tối hôm qua cả đêm không ngủ đấy. Nghe ngài nói như vậy, ta bỗng nhiên càng thấy buồn ngủ. Neo cười lạnh một tiếng, ngồi xuống bên giường Karen. Karen thì đứng người lên, rời khỏi phạm vi chiếc giường. Neo nằm xuống, hai tay dang ra, nhìn lên trần nhà, cỏ xanh và đóa hoa mọc cao ở trên. Những thứ này đều là do hắn trang trí và thiết kế. Thuộc hạ của ta đã hỏi thăm về phương án hành động. Phương án hành động à? Ở chỗ của ta cũng đâu có. Tối hôm qua ta về tới đây, không nhìn thấy tài liệu báo cáo trên bàn làm việc của cậu. Vậy ngài cả một đêm không ngủ để làm cái gì? Chơi trò ghép hình ở trong phòng của ta suốt một đêm. Karen lập tức hiểu ra, nói, nó hẳn là có 12 bộ. Xem ra đã có kết quả giám định, giá trị rất lớn. Đúng vậy, nếu như điều kiện cho phép mà nói, tốt nhất có thể thu thập đủ. Ở chỗ của ta còn 10 bộ, tính thêm một bộ ở chỗ của cậu thì còn thiếu một bộ. Đợi đến khi tìm được một bộ cuối cùng thì ta sẽ mang thức ăn cho chó và cà phê đến nhà để hỏi thăm cậu. Đại hội biểu dương sẽ được tổ chức vào lúc 12 giờ, ngài ngủ ở đây trước một lúc đi. Sẽ không khiến cậu cảm thấy bất tiện chứ? Sẽ không, về sau ta sẽ bảo người đến giặt ga giường và thay vỏ gối. Neo kéo chăn lên trùm qua bụng mình, ta là đang lo lắng. Lỡ như cậu vốn định tìm thuộc hạ nữ nào hoặc là gọi một nữ nhân viên trong tòa nhà tới làm một ít hoạt động thể thao gì đó, chẳng phải là ta sẽ quấy rầy nhã hứng của cậu rồi đây. Cậu nhìn xem, nơi này thuận tiện biết bao, tấm gương trên bồn rửa mặt còn lớn đến như vậy, vừa lúc chiếu đối diện với cái giường này. Chuyện này thì ngài phải đi hỏi cái tên đã trang trí cho văn phòng này, có lẽ trong lòng của hắn cũng bẩn thỉu giống hệt ngài vậy. Để phòng trong lại cho Neo nghỉ ngơi, Karen đi ra, ngồi xuống trên ghế sau bàn làm việc. Trên bàn có đặt một phần tuần báo trật tự mới nhất và các tờ báo nổi tiếng khác trong giới giáo hội, Karen cầm lên bắt đầu xem sơ qua. Tin tức đáng để chú ý chủ yếu có 3 điều. Điều thứ nhất là hiệp ước hòa bình giữa Nguyệt Nữ Thần Giáo và Luân Hồi Thần Giáo vào khoảng nửa tháng sau sẽ tiến hành giai đoạn ký kết cuối cùng tại thành phố York. Thật ra thì Nguyệt Nữ Thần Giáo và Luân Hồi Thần Giáo đã sớm được điều tiết bởi trật tự thần giáo. Kết thúc xung đột chiến tranh trên quy mô lớn, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do hai bên đã sắp không còn đủ khả năng để duy trì. Chỉ có điều là các cuộc xung đột lẻ tẻ cục bộ còn đang thường xuyên phát sinh, dù rằng song phương đã tiến hành mấy lần bàn bạc đàm phán.
Đại khu Dinger, đại khu thành phố York đều đã tổ chức nhiều lần, nhưng đều không thể đạt thành một phương án cuối cùng. Lần này, trên bài viết của tuần báo Trật tự dùng từ ngữ với giọng điệu rất nghiêm khắc, đây là đang đại biểu cho thái độ của Trật tự Thần giáo, mang hàm nghĩa rằng Trật tự Thần giáo không muốn tiếp tục kéo dài việc này nữa, yêu cầu hai bên lập tức đưa ra quyết định sau cùng. Lúc nhìn thấy cái tin tức này, phản ứng đầu tiên của Karen là nhiệm vụ bảo an. Chỉ có điều là bây giờ mình chắc là không cần phải đi nhận nhiệm vụ bảo an giống trước đây nữa rồi. Nhưng cũng không loại trừ khả năng đòn roi kỷ luật trong khoảng thời gian gần đây đã nâng cao địa vị của mình nên không có ý định bỏ thể diện để đánh đổi chút cảm giác tồn tại trong dịp quan trọng kia. Có điều, hội nghị thì nửa tháng sau tổ chức, hiện tại còn sớm. Mà lại nếu như là một lần cuối cùng hội nghị nhất định phải đạt thành cuối cùng và bình phương án lời nói, song phương hẳn là sẽ giằng co thật lâu. Cái tin tức thứ hai là có liên quan tới Hoang Mạc Thần giáo. Nội bộ của Hoang Mạc Thần giáo xảy ra sự rung chuyển dữ dội, xu thế phân liệt đã xuất hiện rất rõ ràng. Nguyên nhân chủ yếu là bè cánh của chủ nghĩa cơ yếu trong giáo và chủ thể sinh ra sự xung đột to lớn. Đây thật ra là một tai họa ngầm vốn vẫn luôn tồn tại bên trong Hoang Mạc Thần giáo. Dù gì thì nó cũng xuất phát từ sự thay đổi của Sa Mạc Thần giáo. Chủ nghĩa cơ yếu đề cập đến niềm tin nghiêm ngặt, trung thành tuyệt đối với những nguyên tắc cơ bản. Tình huống hiện tại đó là Hoang Mạc Thần giáo rất có thể bởi vậy mà bị chia ra thêm một Sa Mạc Thần giáo. Sự dung chuyển tương tự như vậy, ở trong giới giáo hội cũng không hiếm gặp. Không giống như là quốc gia trong thế tục có thể căn cứ theo lợi ích hiện thực để lấp đầy sự phân tranh quan niệm của các phái hệ. Giáo hội thường thường sẽ xem khái niệm pháp chế là mâu thuẫn tối cao nhất. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến cho một giáo hội dần dần suy sụp, giống như là Hải Thần giáo. Ngày xưa là giáo hội chính thống, bây giờ phân chia thành mười mấy cái giáo hội cỡ nhỏ, giáo hội cỡ trung đều không đếm được mấy cái. Bởi vì nguyên nhân của tên sát thủ kia, Karen rất quan tâm tin tức lần này, sát thủ dùng hạt cát thủ đoạn để vu oan thật sự có ý đồ quá mức rõ ràng. Nhưng ít nhất có thể xác định được một sự kiện, phía sau lưng của tên sát thủ kia và phía Hoang Mạc Thần giáo, có một sự liên quan nào đó, có lẽ là đối lập. Chương 1986, song gió kéo đến, 4. Tin tức thứ ba thật ra cũng chỉ là tin tức nhỏ, nhưng ở trong mắt Karen cũng rất quan trọng bởi vì nó giới thiệu đến hai người bình thường là John Rotini và Coma Loser. Đây cũng không phải là lần thứ nhất mà tuần báo Trật tự nhắc đến hai người này. Karen càng biết được rằng Trật tự Thần giáo và Nguyên lý Thần giáo có vẻ đang liên thủ để tiến hành một loại thí nghiệm tạo thần nào đó. Hai người này là điểm mấu chốt. Bên trong người bảo vệ của Loser có thần quan Trật tự, như vậy bên cạnh vị thị trưởng John này chắc là cũng sẽ không ngoại lệ. Ma Van Ho đã từng ám chỉ với mình, ban lãnh đạo cao tầng của thần giáo trong một số phương diện có thể càng cấp tiến và to gan hơn so với trong tưởng tượng của mình. Thật ra Karen vẫn luôn biết đến điều này, Trật tự Thần giáo giữ lại ý thức tư duy của Ranedan. Cấm kỵ mà ngay cả thần cũng không dám đụng vào, thời gian, Trật tự Thần giáo lại dám tiến hành khởi xướng nghiên cứu nó. Lúc trước mình trêu chọc Bích Thần giáo là một đám điên, nhưng kẻ điên thật sự thường thường có thể để ngươi cảm thấy hắn ta là một người bình thường. Sau khi xem xong, Karen bắt đầu chú ý đến các tờ báo khác. Tờ báo quá mang tính chất chính phủ của thần giáo thì không xem, chủ yếu là xem những tờ nghiêng về giải trí. Không thể không nói, xem như trong giới tín đồ và thần quan của giáo hội, cũng không thể loại trừ được mưu cầu danh lợi và thế nhân. Đàm tiếu, tin tức vỉa hè trong giới giáo hội so với trong giới giải trí thế tục còn đặc sắc hơn biết bao lần. Chính Karen cũng xem đến nỗi có chút mê mẩn. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, Richard gõ cửa, bắt đầu mang cơm trưa vào. Bởi vì 12 giờ sẽ mở đại hội biểu dương, cho nên cơm trưa tự biết phải dùng trước. Nhà ăn trong tòa nhà đã khôi phục hoạt động, nhưng rất nhiều người vẫn quen với việc mua cơm ở ngoài mang vào ăn. Lúc Richard đặt cơm trưa xuống chuẩn bị rời đi, Karen mở miệng gọi cậu ta lại, gọi Philomena vào, chúng ta cùng nhau ăn ở đây. Được rồi, chủ nhiệm, ha ha. Philomena bưng lấy 6 phần cơm hộp của mình vào phòng. Richard nhích một cái ghế đến, để cô ngồi xuống. Thật ra, Philomena càng muốn ngồi ở bên ngoài để ăn, cô có thể ung dung không quan tâm đến tất cả những người khác. Nhưng ở trước mặt Karen, cô sẽ có áp lực, mà loại áp lực này sẽ ảnh hưởng đến sự thèm ăn của cô. Sau khi Karen ăn được một nửa cũng có chút không ăn thêm được, chắc là do bữa sáng ăn hơi nhiều một chút.
mà Philomena ngồi ở đối diện bởi vì câu nệ mới vừa lúc ăn xong phần cơm hộp thứ tư. Karen chỉ Philomena, nói với Richard, về sau nếu tiện mà nói, dẫn Philomena mang đến nhà cậu ăn cơm, nếm thử tài nấu nướng của bà nội cậu. Tốt, không có vấn đề, anh cũng đi cùng đi, Karen. Ừm, được. Karen nhẹ gật đầu. Anh ngược lại cũng không nghĩ đến chuyện tác hợp Richard và Philomena, dù gì thì mình cũng không rảnh rỗi đến tình trạng mà nhàm chán đi thắt dây tơ hồng cho bọn họ. Chỉ bởi vì là sáng nay từ bên trong giọng điệu của phu nhân Đường Lệ thì Karen đã nhận ra được một vài thứ. Đừng nhìn bà ngoại mình đang nhạo báng cô gái nhà Finser lượng cơm ăn kinh người sẽ ăn sập nhà chồng. Nếu như bà ấy bây giờ thật sự tiếp tục chán ghét nhà Finser nói, ngay cả nhắc đến thì bà ấy cũng chẳng thèm nhắc. Karen cảm thấy bà ngoại có chút tâm tư về người thừa kế đối với Philomena, có thể là nhìn thấy hình bóng của mình trong quá khứ trên người của Philomena. Hình như có lần ông Daron cũng đã nói, sức ăn trước kia của bà ngoại cũng rất lớn. Về phần bản thân Philomena, bởi vì Karen nói cũng sẽ cùng đi, cho nên không có phản đối đề nghị đến nhà Richard để ăn trực. Sau bữa cơm trưa, nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, Karen chuẩn bị đi gọi Neo dậy. Đẩy cửa phòng ra, Neo đã đứng trước bồn rửa mặt. À, ngủ ở nơi này thật là thoải mái. Neo ngẩng đầu, vừa nhìn xem mình trong gương mình vừa nói. Đương nhiên, dù gì thì phòng làm việc của ta cũng sẽ không bị dột. Ha ha, xúc sinh. Về sau nếu có cơ hội lời nói, đổi phòng làm việc này lại cho ngài. Đổi cho ta. Neo xoay người nhìn về phía Karen. Cậu biết đổi văn phòng ở chỗ này khó bao nhiêu sao? Có trời mới biết lần sau trận pháp phòng ngự cần thay đổi phải đến lúc nào. Trừ phi chúng ta đi ngụy trang thành tàn dư ánh sáng rồi tấn công phá hỏng một lỗ của cái trận pháp này. Không cần phiền phức như vậy. Không cần phiền phức như vậy, chờ lần thăng chức sau là được. Ừm. Sau khi ta thăng chức thì ngài có thể lại quay lại phòng làm việc của chủ nhiệm thứ nhất, căn phòng làm việc này là thuộc về ngài. Mẹ nó. Neo đưa tay ôm bả vai Karen, lại thuận thế ôm lấy cổ Karen, hung ác nói, ta nói này, dù sao cậu cũng thuộc hàng công tử đứng đầu trong thần giáo của chúng ta ngoại trừ thần tử. Cậu có thể thể hiện ra một chút tố chất và nội hàm của một vị công tử cấp bậc này không? Chẳng lẽ ta làm không đúng mực trên phương diện nào sao? Ha ha, loại hành vi bắt nạt người tay trắng không bối cảnh lập nghiệp như ta, cậu không cảm thấy mình cực kỳ hèn hạ và rất thấp kém sao? Trước tiên thì ngài cứ để lộ hình chiếu của giáo hoàng điên ra đi, ta muốn nhìn xem ngài có dám lặp lại câu nói vừa nãy mà không thấy gượng mồm hay không. Đây không phải là thứ nhất mà ta chủ động chọn lựa. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1987, sóng gió kéo đến, 5. Nói ra thì giống như ta là chủ động lựa chọn vậy, còn nữa, không phải lúc đó ngài lựa chọn thì vì cái gì còn há mồm ăn thịt của người ta. Chẳng lẽ là thi thể của người ta chủ động cậy mở miệng của ngài rồi lại tự xé nhỏ rồi nhét vào trong mồm của ngài à? Xem ra chúng ta rất cần một cuộc tỉ thí để trao đổi cẩn thận lại một chút, như vậy cũng có thể thuận tiện để cậu quen với sự tiến bộ và cảnh giới của mình, đúng không? À, chuyện này cũng không cần đâu. Thế nào, sợ à? Karen lắc đầu, nói, không phải ta đã nói cho ngài rồi sao, đại tế tự tiền nhiệm vừa mới sắp xem cho ta qua một cuộc tỉ thí thích hợp nhất. Bọn công tử đáng chết. Lúc hai người đi ra khỏi văn phòng, đều trở nên rất bình thường. Đại hội biểu dương được tổ chức ở đại lễ đường, ngoại trừ nhân viên phụ trách bảo vệ thì hầu như tất cả các thần quan trong tòa nhà đều có mặt ở đây. Cũng có thêm không ít khách quý đến, còn có rất nhiều phóng viên, thậm chí còn chuẩn bị sẵn trận pháp phát sóng. Sự sắp xếp này, sự rình rang này, gần như giống như đúc khi phiên tòa của Vicon diễn ra. Neo bố trí một cái trận pháp ngăn cách đơn giản, làm bộ ho khan mà dùng tay che miệng nói, nhìn xem, cái này chính là đãi ngộ của cậu. Ta cảm giác không phải là của ta. Lúc ta tới trông thấy bộ trưởng Bernie đặt xe tải chở mười mấy cỗ quan tài đến đây. Chậc, thì lai là như thế này. Karen và Neo cùng đi đến hàng ghế thứ ba, tìm một chỗ ngồi xuống. Hàng ghế thứ nhất có trưởng khu Harry và đại chủ giáo Waffron đang ngồi, cùng quan hầu và thư ký của hai người bọn họ. Hàng thứ hai thì là các bộ trưởng tổng bộ đòn roi kỷ luật và đám chủ giáo của ban quản lý đại khu. Hàng thứ ba,
thì là chỗ ngồi của chủ nhiệm phòng làm việc Karen và Neo. Neo cảm khái nói, lúc nào chúng ta có thể ngồi đến hàng thứ nhất nhỉ? Karen nói, bây giờ ngài đi lên hàng thứ nhất mà ngồi, ta không tin có người sẽ tới xua đuổi ngài đi. Cậu biết lời ta nói có ý gì? Neo nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo cái cổ hơi cứng sau khi thức giấc, không phải ở dưới trật tự, người người đều bình đẳng sao? Không sai, mỗi một hàng đều được phân bố rất trật tự, ta và ngài không phải là đang bình đẳng sao? Còn có thể giải thích như vậy à? Bất cứ chuyện gì đều là tương đối. Còn nữa, ta cảm thấy tín ngưỡng trật tự của ngài bây giờ xuất hiện lỗ hổng rất nghiêm trọng. Nói bậy, không ai có thể so sánh lòng trung thành trật tự với ta, giấc mộng của ta chính là để ánh sáng lại vĩ đại thêm một lần nữa trong tay ngài. Đúng, chính là thế. Cậu câm miệng cho ta. Không thể không nói, trong trường hợp nghiêm túc và trang trọng này, nói mấy lời đại nghịch bất đạo, cảm giác kích thích vẫn là rất mạnh. Đương nhiên, cũng sẽ không có người nghĩ đến, lúc này hai tên chủ nhiệm của đòn roi kỷ luật ở trong một tầng kết giới ngăn cách rất mỏng. Lại dám trò chuyện về cái chủ đề đại nghịch bất đạo đến như vậy, người ở bên ngoài nhìn vào thì bọn họ chỉ là đang che miệng trò chuyện. Ở trong lễ đường, Karen nhìn thấy L.A.U.R.E. đang ngồi đằng sau tán gẫu với Leon, bởi vì đại hội còn không tuyên bố chính thức bắt đầu, cho nên bây giờ vẫn tương đối tự do, có thể tự do hoạt động. Trong quá khứ, mỗi lần Karen nhìn thấy L.A.U.R.E. đều là cùng đi với Leon, ông nội L.A.U.R.E. cũng là chủ giáo, hắn và Leon xem như bạn bè tốt. Sau khi L.A.U.R.E. và Leon nói dứt lời, bước về phía dưới, đi tới bên cạnh Karen, chủ nhiệm Karen. Chào cậu, đã lâu không gặp. Trong lúc tiếp xúc trước đây, trên người L.A.U.R.E. và Leon mặc dù đều mang theo một chút thói xấu của công tử, nhưng mình và bọn họ cũng xem như qua lại rất vui vẻ. Có chuyện ta muốn phiền phức ngài một chút. Chuyện gì? Chỉ là ông nội ta muốn mời ngài đến ăn một bữa cơm, sau khi cái đại hội biểu dương này kết thúc, ngài thấy có thể sao? Nói xong, L.A.U.R.E. đưa tay chỉ về phía trước, vị kia chính là ông nội của ta. Xin cậu nhắn dùm với chủ giáo Iedel, đây là vinh hạnh của ta. Được rồi, cảm ơn ngài, Karen. L.A.U.R.E. cười rất vui vẻ, bây giờ lãnh đạo của đại khu đều rất rõ ràng, việc đòn roi kỷ luật khôi phục là một sự thật không cách nào ngăn cản. Cho nên có thể tiến vào đội ngũ đứng đầu này, giống như là đóng một con dấu lên trên tiền đồ cá nhân. Rất hiển nhiên, chủ giáo Iedel cũng hy vọng học tập theo phương thức của đại chủ giáo Waffren để cháu của mình gia nhập vào. L.A.U.R.E. đi về phía sau ngồi. Neo hỏi, sao cậu lại đáp ứng bữa cơm này? Karen thờ ơ lắc đầu, trả lời, bởi vì bây giờ ta đã có can đảm và tư cách để từ chối trên bàn ăn. Ha ha, có thể, ta rất thích lời này của cậu. Chủ yếu là dựa vào cái chức vị chủ nhiệm phòng làm việc thứ nhất này. Đáng chết, đại hội biểu dương chính thức bắt đầu. Đầu tiên là trưởng khu Harry lên đài đọc lời chào mừng, trên cơ bản là nói một chút lời nói nhảm về trách nhiệm và sứ mệnh thần thánh của đòn roi kỷ luật. Cũng xem như là một lời mở đầu vững chắc cho những người phát biểu tiếp theo. Chờ sau khi trưởng khu Harry phát biểu xong, hội trường vang lên từng tràng vỗ tay nhiệt liệt. Ngay sau đó là đại chủ giáo Waffren bước lên đài đọc lời chào mừng. Ông ta lên đài đưa tới phía dưới không ít thần quan ngoại giáo và khách quý cùng các ký giả chú ý. Tất nhiên mọi người đều biết trong nhà vị đại chủ giáo này trước đó đã vừa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều để cho rất nhiều người thất vọng là đại chủ giáo Waffren cũng chỉ nói một vài lời nói nhảm, không có ý gì mới, càng chưa nói tới tin tức nóng hổi nào. Đám nhà báo phía dưới tất nhiên cảm thấy có chút mất mát đối với chuyện này, trên mặt không ít người lộ ra vẻ nghi ngờ. Sau đó bước lên đài là Bộ trưởng Bernie, hắn đứng đầu Bộ chấp pháp, cũng là một bộ có quyền lực và sức ảnh hưởng lớn nhất trong các bộ hiện nay. Bernie đọc lời chào mừng rất có giọng điệu truyền cảm, có sự chênh lệch rõ ràng so với lời chào mừng mà hai vị lãnh đạo trước đó vừa đọc. Chương 1988, sóng gió kéo đến, 6. Karen ngồi ở phía dưới không khỏi cảm khái nói, bộ trưởng của chúng ta thật là có trình độ. Neo gật đầu nói, đúng vậy, có thể đem khiến những lời nhảm nhí trở nên dễ nghe, mới thật sự là trình độ. Bernie nói chuyện kéo dài gần nửa giờ, cuối cùng, lúc hắn sai người khiêng mười mấy cái quan tài lên. Tuyên thệ mình đã chuẩn bị xong quan tài tuyệt đối sẽ không lùi bước trên con đường bảo vệ uy nghiêm của đòn roi kỷ luật mà bầu không khí lên cao trào.
Toàn trường vang lên tràng vỗ tay dài, các phóng viên cũng không keo kiệt mấy cuộn phim thuật pháp mà tiến hành bấm máy, trận pháp phát sóng cũng luôn ghi hình, truyền cảnh tượng nơi này ra ngoài. Tiếp theo, cho mời chủ giáo Iedel của chúng ta đại biểu ban quản lý đại khu thành phố York tuyên đọc quyết định khen ngợi dành cho vị công thần của chúng ta, Karen. Trong tràng vỗ tay, chủ giáo Iedel đứng người lên, nhìn về phía Karen đằng sau, mặt mỉm cười làm một động tác mời. Karen cũng đứng người lên, khi anh đi ra khỏi chỗ ngồi, trận pháp phát sóng và những máy ảnh kia tất cả đều nhắm ngay vào, tần suất chụp ảnh so với lúc Bernie nói chuyện khi nãy còn cao hơn. Có lẽ, đối với các vị phóng viên được cố ý mời đến lần này mà nói, chưa thể bắt được tin tức gì mới lạ là một nỗi tiếc nuối không nguôi đối với họ. Cho nên chỉ có thể chụp vị công thần dễ nhìn này nhiều một chút thì có thể miễn cưỡng bàn giao khi trở về. Neo ngồi ở phía dưới chỉ cảm thấy buồn cười, mẹ nó, sao lại có cảm giác như đi dự buổi lễ trao giải phim xuất sắc nhỉ? Trong lòng Karen cũng có cảm giác tương tự, hôm qua anh còn tưởng rằng đại hội biểu dương hôm nay chỉ là trong một phòng hội nghị nhỏ, mọi người thông qua trình tự hình thức. Đơn giản, ai mà biết vậy mà lại được bố trí lớn như thế, mà mình còn có khách quý trao giải. Lúc Bộ trưởng Bernie nhường lại sân khấu bước xuống dưới, cùng Karen ôm một cái thắm thiết, đây là đang cố ý thể hiện ra quan hệ cấp trên cấp dưới thân thiết cho người ngoài thấy. Hắn thật ra cũng hẳn là có chút buồn bực, cũng giống như Neo, thuộc hạ của mình lập được công, lại chẳng có liên quan gì với mình. Cho nên vẫn là phải tạo không khí thân thiết, về sau nếu còn phát sinh chuyện tương tự thì mới có thể nói rằng là do mình ra hiệu. Sau khi ôm xong, Bernie còn nhét một tấm thẻ gợi ý vào trong tay Karen. Phản ứng đầu tiên của Karen đó là ta còn cần cái này làm gì? Bởi vì Karen tự tin, mình có thể ứng đối đúng mực với tình huống tiếp theo, chắc chắn sẽ cảm tạ trưởng khu và bộ trưởng. Chủ giáo Iedel đã đứng ở trước, chờ Karen đi tới, cầm lấy quyết định khen thưởng trong tay ông ta. Chờ sau khi Karen đã đứng bên cạnh, chủ giáo Iedel cười nói, thật là trẻ tuổi, những người trẻ tuổi như các ngươi, chính là tương lai của trật tự thần giáo chúng ta. Ngồi ở phía dưới mặc kệ là người trẻ tuổi hay là không trẻ tuổi, tất cả đều rất phối hợp mà vỗ tay nhiệt liệt. Karen nửa cúi đầu đáp lễ với chủ giáo Iedel. Chủ giáo Iedel mở quyết định khen ngợi ra, bắt đầu tuyên bố ban thưởng cho Karen. Karen duy trì tư thái đứng hào phóng lại không mất đi vẻ hàm xúc ở bên cạnh. Sau đó, dành thời gian cúi đầu, nhìn lướt qua tấm thẻ mà Bernie đưa cho mình kia. Sau khi xem xong, đem tấm thẻ nhét vào ống tay áo của mình một cách tùy ý. Bây giờ thăng chức cho Karen. Silva là chủ nhiệm của phòng làm việc thứ nhất, văn phòng Ủy ban Thanh tra Kỷ luật thuộc đòn roi kỷ luật đại khu thành phố York. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên khắp toàn trường, các phóng viên ở phía đằng sau vào lúc này cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt phấn khởi. Chủ nhiệm còn trẻ như vậy, tiền đồ của người trẻ tuổi này đã vô cùng sáng lạn, không, nói cho đúng thì, chân của hắn đã đạp ở phía trên tiền đồ. Nói thật, ta cũng có chút ghen ghét với chủ nhiệm Karen của chúng ta, hắn còn trẻ như vậy mà đã ưu tú như thế. Trong lòng ta hy vọng, trật tự thần giáo chúng ta có thể không ngừng xuất hiện thêm những người trẻ tuổi mới giống như chủ nhiệm Karen. Bởi vì chỉ có như vậy thì sự chỉ dẫn của thần trật tự vĩ đại dành cho chúng ta, hy vọng của vô số vị tiên hiền, tín ngưỡng mà chúng ta phấn đấu cả đời mới có thể thật sự thực hiện. Trong tương lai, ánh sáng trật tự mới có thể chiếu rọi toàn bộ thế gian. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Chờ sau khi tiếng vỗ tay dần dần lắng lại, nhân vật chính của lần đại hội biểu dương này mới thật sự có cơ hội để nói chuyện. Chủ giáo Iedel nhích người sang, nói, nào, hiện tại để chúng ta thử nghe một chút, chủ nhiệm Karen vừa mới được thăng chức suy nghĩ thế nào trong lòng, ha ha, ta tin tưởng mọi người cũng sớm đã không thể, chờ đợi. Toàn bộ hội trường đều yên tĩnh trở lại, mọi người đều đang đợi Karen nói chuyện, thật ra, cũng là đang chờ đợi cuộc họp biểu dương chính thức kết thúc. Karen đầu tiên là mặt mỉm cười nhìn về phía toàn trường, sau đó quay người, mặt hướng về phía chủ giáo Iedel, mở miệng nói, ngài chủ giáo Iedel. Căn cứ theo các chứng cứ đã thu thập, ngài dính líu đến hành vi trái với điều lệ trật tự, hiện tại ta thi hành lệnh bắt đối với ngài. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1989, Lật bàn, 1. Toàn hội trường, hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch,
giống như là một bữa tiệc tối thịnh soạn, có lẽ hương vị không quá nỗi tuyệt vời, nhưng trên cảm giác nghi thức thì tuyệt đối đã đến mức cực hạn. Thế nhưng mà một giây trước rõ ràng còn đang tỉ mỉ dọn bàn, cố gắng để mỗi một chiếc dao nĩa đều nằm ở vị trí chỉnh tề quy củ, không để lại bất cứ chỗ nào sơ suất. Một giây sau, lại trực tiếp nắm lấy khăn trải bàn, trong nháy mắt lật tung tất cả trên bàn ăn. Dao nĩa bình hoa gì gì đó, tất cả đều rơi đầy xuống đất, âm thanh lanh canh chói tai vang vọng xuyên qua màng nhĩ của hầu như tất cả mọi người ở đây, dẫn đến mọi người trong nhất thời tiến vào trạng thái cảm xúc kinh ngạc còn không thể nào bình thường trở lại. Hàng thứ nhất, trưởng khu Harry vẫn duy trì tư thế ngồi như cũ, vẻ mặt gần như không có gì thay đổi, cứ ngỡ như tất cả mọi thứ xung quanh đều không có gì liên quan đến mình. Trong tay của đại chủ giáo Waffen thì bưng một tách trà, yên lặng nhấm nháp, tách trà trong tay ông ta là do quan hầu tự mang theo lá trà ngâm cho. Vừa đắng vừa chát, lúc nuốt xuống được một lúc còn có cảm giác như cổ họng cồn cào, cho nên loại trà này còn có một tên gọi là trà chim ưng. Tình trạng cơ thể bây giờ của Waffen mặc dù từ bên ngoài nhìn không có gì thay đổi, nhưng thật ra các phương diện nội bộ đều đã bắt đầu thoái hóa nghiêm trọng. Chỉ có trà này thì ông ta mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được một chút hương vị, cho nên chuyện xảy ra xung quanh giống như cũng không cách nào chạm tới ông ta lúc uống trà. Thậm chí ông ta theo thói quen nhắm mắt lại, giống như đã hoàn thành công việc thuộc bổn phận hôm nay, tiếp theo chỉ đơn giản là chợp mắt chờ một chút nữa tan làm. Nhưng trong tách trà của ông ta lại vẫn luôn xuất hiện gợn sóng. Không ai biết, ông ta đang kiềm chế một sự xúc động muốn đưa tay cầm tách trà để trực tiếp dội vào mặt vị trưởng khu đang ngồi bên cạnh này. Trước khi chết, ông ta muốn dựa vào bản thân của mình vì thần giáo làm một ít chuyện, ông ấy là thuần túy. Nhưng cũng tiếc, những người khác cũng không phải là thuần túy như vậy, thậm chí tiến hành bêu xấu bên trên sự thuần túy của mình. Nhưng mà chuyện này cũng có thể hiểu được, bởi vì cả nhà bọn hắn cũng không chết. Bernie yên lặng ngáp.